Lân Ngọt nè, A Sái nè, Phạm Duy Thuận nè, thêm một cái cộng ở giữa nữa kêu cho thêm tài lộc. Bực mí cho mọi người biết là trong năm cái tên vừa rồi có một người rủ xin đi uống bia ôm luôn á. Chủ đề thiệt luôn á, tự nhiên Chi Dân với chị Dân là chơi chung một chủ đề. Xin chào tất cả mọi người, mình là SC Sơn Thạch và bây giờ SC đang có mặt tại chương trình Một Phút Kể Hết. Vẽ một đôi môi thật nóng bỏng cho Chi Dân. Nhưng mà ý là đằng sau cái này là sẽ còn thử thách của cho SC nữa. Một đôi môi thâm cho Chi Dân nha mọi người nha. Will cần đôi chân mày dài để đóng phim cổ trang. Will là sợ xấu lắm nha. Ok nha. Lan Ngọc cần đôi sừng giống Maleficent. Đó, ở có hai cái máy gì nè. Chưa nữa. Ai sắc cần một hình xăm trên cổ thật cá tính. Hình xăm một con bướm nha. Hình ảnh mà rất là mạnh mẽ và đàn ông đối với Isaac suy nghĩ rất là phù hợp. Hãy vẽ nhanh cho Chun một bộ râu bá đạo. Thường thì người ta nói là thêm một cái cọng ở giữa nữa kêu cho thêm tài lộc. Ok, hãy vẽ nút ruồi thì nở cho Ngô Thanh Dân. Nút ruồi tinh tế cho mọi người nha. Rồi xong nha. Có khi nào khúc này là khúc bị nghiệp không? Theo như cái logic nghĩ là SC sẽ chọn Lan Ngọc, cho nên là đây sẽ là một cái thử thách sẽ rất là khó. SC sẽ bỏ cái này qua một bên. Rồi bây giờ chọn nè Chi Dân đi. Cô Thanh Dân. Rồi thêm phần tài lộc đi Chun. Mở ra. Chủ đề bạn bè. Ok bạn bè thì vậy. Lan Ngọc, Song Luân, Chun, Isaac, Will. Giọng nhẽo quá. Nhẹo quá. Nói gì nghỉ chơi thì lâu lâu chơi thôi. Kiểu là người ta có vợ có chồng thì người ta cũng có nhu cầu khác đúng không mọi người. Người thành thị thì hả, thành thị hơn, người quê thì quê hơn. Không có bạn bè chứ quê, tại ở trên thành thị không ạ. Bực mí cho mọi người biết là trong năm cái tên vừa rồi có một người rủ xin đi uống bia ôm luôn á. Nghe chưa? Nhưng mà chưa đi nha. Đó là một cái dự định rất là xa xôi về già. Bực mí cho mọi người là trong năm cái tên đó cũng có người mượn tiền SC và quên trả luôn. SC rất là hiền, SC không có làm gì hết, SC chỉ nhắc nhẹ với người đó thôi, nhưng mà có mặt người yêu của người đó. Mình xấu thiệt thì mình sẽ nhận, còn nếu mà nó nói sai thì mình sẽ chửi. Là mình chia tay luôn cả hai chứ sao nữa. Ủa, chủ đề bạn bè mà thấy hả toàn là... Bạn bè không chơi được nhau. Biết chị Ngô Thanh Dân, biết chị sao đây? Chủ đề... That's why. Chủ đề 18 cộng. Fan của mình... Các bạn nào dưới tuổi 18 hãy làm ơn bịt tay lại, che mắt lại và đến qua khỏi cái chủ đề này rồi mình sẽ coi tiếp nha. Tôi nhanh. Dùm. Chuyện ấy là chuyện chuyện đó đó. Còn không biết chuyện ấy là chuyện gì. Nằm mà nghe. Khoan khoan xí xí. Làm chuyện ấy là cái chuyện gì? Là nhiều khi là mình cũng có thể đứng mà, đứng ngồi nằm các kiểu, đâu có cần phải là phải nằm đâu. Khi mà mình có một cái mối quan hệ thì thường là mình sẽ không có la vô mặt người ta. Mình phải giữ mối quan hệ đó, mình không có la người ta nha. SC là người sợ dơ cho nên là chắc chắn là dù chuyện gì cũng phải sạch sẽ. Lên giường. Lên giường thì nên nên có một cái mùi thơm. Mùi thơm thôi. Lâm trận là đi chơi game đúng không? Thì bình thường là món đồ cần thiết là chắc là một cái tinh thần. Lần đầu của Bảo Anh đó hả? Lần đầu là một bài hát rất hay nha mọi người. Thật ra là mình có thể luôn luôn đúng với tất cả mọi người. Thôi, cái này, chỗ này đi. À là bị trùng hả? Thiệt luôn á, tự nhiên Chi Dân với chị Dân là chơi chung một chủ đề. Con bướm nha, chọn bướm nha. Ăn, chủ đề ăn, ăn cả thế giới nha. Ăn được chứ không có đúng hay sai, chỉ ăn được thôi. Bánh tráng nhưng mà ngại ăn tại vì nóng. Hình như hầu hết là phần nào cũng làm trên cây dừa cũng làm ra món ăn, ngay cả con đuông dừa cũng có thể ăn được. Thì mình sẽ ít nói mình ăn luôn tay nhưng kỳ quá. Dắt người ta đi ăn để cho người ta cũng ham ăn giống mình. Ăn với người yêu thì mình sẽ ăn một cái wish talk là kiểu không dám ăn gì hết, kiểu ăn giả bộ, ăn kiểu vừa ăn vừa check care, cho nên là vừa ăn vừa lo lắng vừa quan tâm, cho nên là rất là sơ sài. Bình thường hay đi ăn với người yêu xong rồi nói là ăn xong rồi hay bị đói bụng. SC biết là SC trả lời với câu hỏi nó không có vui đâu. Nhưng mà thôi kệ. Thà là nói như vậy còn hơn là để cho các bạn dưới 18 tuổi các bạn nghe. Tội nghiệp các bạn lắm nha.
fan của mình, các bạn nào dưới tuổi 18 hãy làm ơn bịt tay lại, che mắt lại và đến qua khỏi cái chủ đề này rồi mình sẽ coi tiếp nhé. Tôi nhanh dùm. Xin chào.